Về chị. Đi về dọc xe đi. Dạ. Đi đâu cũng rồi. Đi bọc ly dị lên tí rồi. Đi vậy là hả? Dạ ông kiếm bà khác rồi đó. Đi vậy lên tí rồi nên đi có một mình nha. Ông thấy là bên kia nó kia lên tí sợ mà lên ly dị với Trâm. Lên tí với Trâm quay xe, với Trâm ly dị lên tí. Hồi tối thấy chị còn khóc là mà nhiều cô chú anh chị nhắn tin cho em ở trên Zalo nói này. À tối chị Loan khóc á. Chi gặp tao tao cười chứ tao khóc chi cho nó cực vậy. Về chúc cho ai vậy? Dạ. À, tin Ba Miền xin kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh của Tin Ba Miền cả nhà. Thì sáng hôm nay là Tin Ba Miền cũng quay lại ở chị Hồng Loan để cập nhật cho cả nhà mình những cái thông tin mới luôn cô chú anh chị. Thì sáng sớm hôm nay thì chị Hồng Loan đi ra ngoài hồi 5 giờ sáng đó nha. Để vào xuống dưới công ty Yến để cập nhật những cái livestream trưa hôm nay ngày 11 giờ trưa cả nhà, để livestream cô chú anh chị vào trong cái live đó cả nhà, ủng hộ xin bằng like của chị Hồng Loan đó cả nhà. Và trước khi mà chị Hồng Loan đi, chị Hồng Loan cũng dặn dò là nhân viên của chị Hồng Loan bán hàng ở nhà cả nhà. Thì hồi nãy thì chị Bích Trâm cũng ghé lại đây để uống cà phê, sau đó là họ thăm chị Hồng Loan, nguyên nhân tại sao Hồng Loan khóc hay này kia của chú chị. Cho nên những cái thông tin mà anh chị ngồi nói thì em quay không có đưa tiếng lên, đó là chuyện riêng tư, chỉ ghi hình chứ không tiếng nói không cả nhà. Mong cô chú anh chị thông cảm dùm cho Tim Ba Miền ha. Hiện tại là Tim Ba Miền được trước nhà chị Hồng Loan đó, cô chú chị. Thì chị Hồng Loan cũng hậu tấu với Hồng Loan thay ở phường 12 bán mỹ phẩm, và chị Hồng Loan cũng chia sẻ một chút. Nếu trong thời gian gần đây mà chị Hồng Loan có đi đi phất từ thiện á, là chị Hồng Loan không có báo cho anh em biết được. Nếu mà anh em có biết thì mấy anh em đừng có đi theo, chứ đôi khi chị Hồng Loan làm theo ước nguyện của ba mình để giải thoát cho ba mình được chi thoát được hơn. Còn những cái khác thì anh em đừng có đi theo chị Hồng Loan phất từ thiện. Cho nên cả nhà mình cứ đừng cái trách móc ai, trách móc người con hay này kia, xong cho giúp đi theo quay này kia nha. Cả nhà cũng tùy theo cấp mình quay một cách không quay còn quay ha. Mong cô chú chị cũng thông cảm hiểu được cho chị Hồng Loan. Chứ còn mà chị Hồng Loan mà đi phô trương với những nhà phía bên kia đó kia, chị Hồng Loan thì kêu gọi đóng góp này kia, cho nên chị Hồng Loan cũng rất bức xúc. Và không có riêng gì bức xúc gì chị Hồng Loan mà phải chị Ni, anh em nữa cô chú chị. Cái điều đó là má tư và chú năm cũng không có muốn như vậy cả nhà. Trong thời gian gần đây thì nó xảy ra quá nhiều chuyện, có nhiều cô chú chị họ có hai cái chuyện ở hai là cô chú chị, đó là cái chuyện riêng của mỗi người cả nhà. Thì nói tiếng anh hai em cũng nói chung là nhiều lúc anh em cũng muốn lên nói lắm chứ cả nhà, mà nó sợ thường cái chuyện không lo ấy, cho nên cả nhà không hiểu được, là cho nên thực tế mình đáng nói mình nói, không đáng nói mình không nói cả nhà. Bọn em cũng đã biết từ lâu cả nhà, nó tiếng A2 chứ mà chả làm gì được cho chị Hồng Loan cả. Cô chú chị cũng nên hiểu rõ được, cô chú chị tự quan sát, chứ bọn em cũng không có thể nói ra được nhiều. Mong cô chú chị hiểu được và thông cảm cô chú chị. Nhiều cô chú chị hỏi sao em cũng lên clip nói gì A2, cho nên là cô chú chị đó là cái mối nhân của cái nhựa, cho nên em không có thể nói được. Còn ảnh hưởng đến chị Hồng Loan à, để chị Hồng Loan có cuộc buôn bán của chị cho được suôn sẻ nhiều hơn, chị mình hiểu và biết được, thông cảm ha. Đó cả nhà, thì chị Hồng Loan cũng nói là phiên ly xe quà tặng hàng ngày mùng 2 tháng 7 2024 của chúng lúc 11:30, 1 giờ trên kênh fanpage Võ Thị Hồng Loan và Móm Móm, cả nhà yêu cùng tham gia phiên livestream ngày 2 tháng 7 2024 với các giá sản phẩm yến gì với muôn vàng quà tặng hấp dẫn. Mời đại gia cùng xem những cái sản phẩm của chú anh chị mình cũng đã thấy là yến này rất là tuyệt vời luôn, mua một tặng một. Để em cập nhật cho cô chú anh chị xem nha. Đó cả nhà, thì cả nhà cảm thấy chị Hồng Loan cũng vừa đi rồi.
không có nhà. Thì mở tư đây cách đây 23 phút thôi, mở tư cũng viết một cái sạch tin tức ngắn gọn gọn gàng cả nhà, thấy rất là có vấn là hay nghe cả nhà. Em sẽ đọc cho cả nhà mình nghe nghe. Con chó nuôi chó phải thì con phải biết dạy đó, chó nghe con đó, mở tư ấm chỉ này cả nhà, nuôi chó phải biết dạy chó nghe, thì đừng để nó chó dạy là mình đó cả nhà. Thì em sẽ cập nhật cho cả nhà mình. Thì có chị Linh Nguyễn chỉ nhắn tin là một cái bình luận rất là hay, em thấy rất là hay nè. Đôi khi con chó cũng phải bật cười vì con xong thua con chó C2 bón bông dơ bẩn đoan khinh bỉ. Để một cái bức hình rất là thú vị luôn. Em sẽ đọc những cái bình luận cho cô chú anh chị nghe nghe. Chủ với chó bây giờ không biết chủ chó nữa má ơi. À, nó là con hổ má ơi, tuyệt vọng với người anh ba hai, cũng không ngờ anh hai đối xử với gia đình từ khi ghi âm tung ra là con đã co thường ông anh này rồi, thôi con chúc má cố lên. À, thì cả nhà cũng đã hiểu ha, nuôi chó không bao giờ chó cắn ha cô chú vậy, là chủ đó thì khác gì con chó. Có chị Nguyễn Thị The này chứ lần cái bình luận này là chủ đó thì khác gì con chó, họ đơn nuôi đâu má, tốt nhất má đừng bận tâm loại đó má à, vì si cho cùng họ cũng đau một là máu mủ tình thâm với mình đâu. Có nghĩa là cái chị Nguyễn Thị Thanh He này chỉ bình luận nó có nghĩa là không phải là máu mủ đâu mà người ta đi binh này kia đâu cô chú anh chị, đó chẳng qua là hình ảnh mình thôi. Hai từ vô ơn của bọn Tâm Sen giờ phan của Mẹt VNL và phan của BH mỏ hổ cũng nói Hồng Loan vô ơn, vậy là người đứng sau chống lưng cho bộ ba Tâm Sen quay xe đó, cái bình luận á, ai là người đứng sau để bộ ba Tâm Sen để lên chữ Hồng Loan này kia, cho bị điên nên không ha, không dạy được mà ôi. À, tiếp tục em sang Nguyễn Thị Hồng có bình luận của chủ sâu chó vậy thôi má. À, chị Hà Hồng Liên nè, không dạy có ngà nó cắn lại. À, chị Hoàng anh Hoàng Tề, nó có khóc gì cớ con nó nuôi đau má, bởi vậy làm sao nó dạy được. Đó, chị Phan Nhân nè, má nó con cho con chó nè, tôi con chó má ơi, cho nó trung thành lắm mà, nó thui bèn cái Locky đó cô chú anh chị, cái Locky còn biết dạy dỗ còn hơn nó cô chú anh chị, cho nên là cả nhà mình đừng có bận tâm gì nhiều, ai nói gì kìa, còn cái chuyện ngoài xã hội thì tất cả những bà con cô chú anh chị đồng mạng đều biết rõ con người gì Hồng Loan như thế nào thế kia cô chú anh chị, còn mà đi lên nói chung là lấy một cái danh nghĩa để mà tung hô những cái hình ảnh của mình thôi để bán hàng thôi, chứ thực tế chả có cái gì là lo lắng cho Hồng Loan cả, cho nên cô chú anh chị cũng đã biết được những cái thông tin đó, cô chú anh chị đã đề phòng. Cho nên cả nhà mình những cái comment đi dạo rồi nó công kích ra cho chị Hồng Loan và trên cúp cái anh em YouTube đó, cả nhà mình cứ đi quỷ diệt nó giùm em đi cái, chứ đừng để chống phá chị Hồng Loan như thế này. Mong cô chú anh chị hiểu được, biết được, thông cảm đó cả nhà.